Đã 20 năm kể từ khi bộ phim Sử thi mang tên Chúa tể của những chiếc nhẫn được phát hành và hiệu ứng hình ảnh của nó vẫn không có đối thủ để vượt qua. Tiểu thuyết mất 12 năm để viết và 4 năm sửa đổi nhiều lần và thêm 4 năm nữa để viết kịch bản. Bộ phim là sự tích lũy của 20 năm và được coi là sử thi phương Tây đắt giá nhất. Để hiểu về kiệt tác tuyệt vời này, trước tiên người ta phải hiểu về nguồn gốc của chiếc nhẫn Chúa, diễn biến và cốt truyện như thế nào thì bắt đầu ngay thôi nhé. Trước khi Chúa tể bóng tối Sauron xé bỏ chiếc mặt nạ đạo đức giả của mình, ông với tư cách là một nhà thông thái, cùng với các yêu tinh đã rèn ra 19 chiếc nhẫn vì lợi ích của Trung Địa. Trong số đó có 3 chiếc được tạo ra bởi chính các yêu tinh, 7 chiếc nhẫn được trao cho các vị vua người lùn và 9 chiếc nhẫn còn lại đều được trao cho 9 vị vua loài người. Những chiếc nhẫn này được truyền ma thuật mạnh mẽ và những người mang chúng đã sử dụng chiếc nhẫn để bảo vệ chủng tộc của mình. Tuy nhiên, họ không biết rằng Sauron, sâu trong núi lửa Mount Doom đã bí mật rèn luyện một chiếc nhẫn có thể điều khiển tất cả những chiếc nhẫn khác. Sauron dồn hết tham vọng tàn ác và vô độ của mình để kiểm soát mọi thứ vào chiếc nhẫn này. Vì vậy, thế giới hòa bình của Trung Địa dần dần bị bao phủ trong bóng tối của Sauron. Nữ hoàng yêu tinh chính là người đầu tiên nhận ra âm mưu của quỷ Sauron và họ tháo chiếc nhẫn của mình ra. Tuy nhiên, 9 vị vua loài người đã bị tiêu diệt bởi sức mạnh của chúa nhẫn và cuối cùng trở thành những con rối của Sauron, biến thành những ma nhẫn với cơ thể hắc ám. Để chống lại Sauron, con người và liên minh Elven đã phát động trận chiến quyết định chống lại Mordor dưới chân núi ở Doom. Quân đội Orc tràn xuống những ngọn đồi và theo lệnh của Elrond, đội quân áo giáp vàng của yêu tinh đã phát động một cuộc tấn công lớn vào lũ Orc bằng một loạt mũi tên và quân đội yêu tinh ngay lập tức chuyển sang chế độ cận chiến và bắt đầu chém lũ Orc. Đúng lúc mọi người đang cổ vũ cho sự chiến thắng sắp xảy ra, Sauron tham gia trận chiến cùng với chiếc nhẫn chúa. Lực lượng đồng minh bất lực trước sức mạnh của chiếc nhẫn, ngay cả vua loài người cũng bị búa của Sauron đánh và bay lên đá, bị thiệt mạng ngay sau cú va chạm. Hoàng tử Isildur lao đến bên cha mình. Vào thời điểm sinh tử, hoàng tử nhặt thanh kiếm gãy của cha mình và giận dữ chặt đứt ngón tay của quỷ Sauron. Chiếc nhẫn chúa rơi xuống đất và hoàng tử nhận thấy điều đó. Sauron, cơ thể hắn phát ra một luồng ánh sáng trắng sáng và biến mất trong một vụ nổ lớn. Cuối cùng lực lượng đồng minh đã đánh bại quân đội Mordor. Vị hoàng tử nhặt một chiếc nhẫn từ mặt đất để ngăn chặn mọi rủi ro trong tương lai. Elrond yêu cầu Isildur mang chiếc nhẫn đó đến núi lửa và phá hủy nó. Tuy nhiên, khi thời cơ đến, hoàng tử bị cám dỗ bởi chiếc nhẫn và quyết định giữ nó cho riêng mình. Trên đường về nhà, anh bị lũ Orc tấn công. Trong cơn hỗn loạn, Isildur đeo chiếc nhẫn chúa vào và ngay lập tức trở nên vô hình. Anh ta nhân cơ hội nhảy xuống sông và thoát khỏi chiến trường. Ngay lúc đó, chiếc nhẫn có ý tưởng riêng của mình. Nó chọn cách phản bội Isildur và bỏ rơi anh ta. Cơ thể của hoàng tử bị lộ và anh ta bị bắn chết bởi những mũi tên trên sông. Nhẫn chúa chìm xuống đáy sông và ngủ trong 2.000 năm rưỡi tuổi. Thời gian trôi qua, lịch sử này đã phát triển thành một huyền thoại, cho đến khi một cuộc gặp gỡ tình cờ. Hai người Hobbit đang câu cá trên sông thì một trong số họ nhảy xuống hồ và vô tình tìm thấy một chiếc nhẫn chúa. Họ không biết nguồn gốc của chiếc nhẫn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua nó đã cám dỗ họ sâu sắc. Smeagol, hôm nay là ngày sinh nhật của anh ta, nên đã yêu cầu người bạn tặng anh ấy chiếc nhẫn như một món quà quý giá. Nhưng cả hai bắt đầu tranh giành chiếc nhẫn, và cuối cùng Smeagol đã bóp cổ chính người bạn của mình đến chết. Smeagol anh đã sử dụng khả năng tàng hình của chiếc nhẫn để trở về nhà của mình ở Size và làm nhiều việc xấu xa. Anh ta bị người dân đuổi ra khỏi nhà và buộc phải chạy trốn đến các hang động của dãy núi sương mù, nơi anh ta sinh tồn bằng cách ăn cá sống. Smeagol đã trở thành một sinh vật không phải người cũng không phải quỷ. Thời gian đã khiến anh quên đi nhiều thứ, trong đó có cả tên của chính mình. Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, anh mắc chứng rối loạn nhân cách và thường nói chuyện một mình khi cầm chiếc nhẫn. Khi chiếc nhẫn được quỷ Sauron triệu tập, nó quyết định rời bỏ Smeagol và được người Hobbit tên là Bilbo tìm thấy trong chuyến phiêu lưu của anh ta. Người Hobbit chủ yếu dựa vào việc trồng trọt và sống ở ngoại ô Trung Địa Size. Họ có kích thước nhỏ bé, có đôi chân to và tận hưởng một cuộc sống yên bình. Họ không thích tham gia vào các công việc của thế giới. Người Hobbit không thể so sánh với người lùn về tay nghề hay với yêu tinh về sự cao quý, và họ thậm chí còn kém xa với con người. Tuy nhiên, họ không đòi hỏi nhiều ở cuộc sống. Miễn là họ có thể có một bữa ăn đơn giản và ngồi trên ghế sofa tận hưởng ánh nắng vào buổi chiều là họ đã hài lòng. Vì người Hobbit quá bình thường nên phù thủy Gandalf đã chọn Bilbo làm thành viên của đội phiêu lưu. Mặc dù phù thủy Gandalf biết rằng chiếc nhẫn chúa đang thuộc quyền sở hữu ở tay Bilbo trên đường trở về, nhưng ông vẫn không vạch trần lời nói dối đầy thiện ý của Bilbo. Vì ông nghĩ rằng chiếc nhẫn sẽ được người Hobbit bảo vệ tốt hơn bất kỳ chủng tộc nào khác, Bilbo trở lại Trung Địa ở Size và nắm giữ chiếc nhẫn trong 60 năm. Chính là vì người Hobbit quá bình thường nên họ không có lòng tham, do đó Bilbo không bị tiêu diệt bởi sự ham muốn xấu xa của chiếc nhẫn chúa. Tuổi thọ trung bình của một người Hobbit là 100 năm, nhưng Bilbo đã sống đến 111 tuổi và trạng thái tinh thần của ông vẫn còn nguyên vẹn. Rõ ràng là chiếc nhẫn đã cho ông nghị lực để sống lâu đến vậy. Và hôm nay sinh nhật lần thứ 111 của Bilbo và người bạn cũ Gandalf đã đến từ nơi xa để tham dự buổi lễ của ông. Tuy nhiên, ông đã bị một nhóm trẻ em chặn lại trên đường đi vì không đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được màn pháo hoa rực rỡ của ông ấy. Vào buổi tối, Bilbo đã mời mọi người trong làng đến dự một bữa tiệc
và màn pháo hoa đã thắp sáng bầu trời. Sau vài ly rượu, Billboard ông đứng trên sân khấu để phát biểu. Ít ai biết rằng ông đã chuẩn bị cho ngày này và lên kế hoạch lặng lẽ đeo chiếc nhẫn chúa trước mặt mọi người rồi biến mất để bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng trong cuộc đời mình. Tôi đi đây, bye bye. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt tại đây ngạc nhiên và phù thủy Gandalf chắc chắn biết rằng Billboard đã sử dụng chức năng tàng hình của chiếc nhẫn. Ông khuyên Billboard không nên sử dụng chiếc nhẫn một cách khinh suất và yêu cầu ông hãy để nó lại. Khi Billboard chuẩn bị đặt chiếc nhẫn xuống, ông lưỡng lự và đột nhiên trở nên rất tức giận. Ông ấy nói những lời giống như Gollum. Hóa ra chiếc nhẫn đang thao túng ông ta dần dần. Phù thủy Gandalf đã sử dụng tiếng kêu tâm hồn của mình để đánh thức Billboard đã mất. Người cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn với chiếc nhẫn. Khi tỉnh lại, Billboard quyết định buông bỏ nỗi ám ảnh về chiếc nhẫn và giao phó mọi thứ cho cháu trai mình là Frodo. Ông quyết tâm bỏ lại chiếc nhẫn. Trước khi đi, ông để nó xuống đất và xách hành lý lên đường để tận hưởng phần đời còn lại của mình. Gandalf, ông cũng không dám chạm vào sức mạnh tà ác của chiếc nhẫn, sau đó đã giao nó cho nhân vật chính Frodo, niêm phong nó trong một phong bì và rời đi mà không nói một lời nào. Gandalf cần phải chứng minh liệu chiếc nhẫn có thực sự là một chiếc nhẫn chúa hay không, nên ông đã đi một mình đến thư viện ở Minas để tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, ông ấy đã tìm thấy một bản ghi mô tả quá trình tạo ra chiếc nhẫn chúa. Theo bản ghi, chiếc nhẫn chúa có chức năng chống hàng giả. Nó sẽ hiển thị văn bản của Mordor khi tiếp xúc với nhiệt độ 100 độ. Gandalf đã vội vã quay trở lại và ném chiếc phong bì vào lò sưởi. Đúng như ông mong đợi, đó là hàng Rill. Cơ thể vật lý của quỷ Sauron đã biến mất, nhưng linh hồn của hắn ta vẫn còn. Nếu chiếc nhẫn không bị phá hủy, quỷ Sauron vẫn sẽ sống lại. Trong khi đó, Gollum bị lũ orc bắt giữ và Moro đã thẩm vấn hắn ta về tung tích của chiếc nhẫn chúa. Sau khi trải qua sự tra tấn dã man, cuối cùng nó đã tiết lộ rằng người nhặt được chiếc nhẫn là một người hobbit sống ở Size. Sauron ngay lập tức gửi người đến Size để bắt người. Tin tức nhanh chóng đến tai phù thủy Gandalf. Sau đó ông đã thúc giục Frodo thu dọn đồ đạc và rời đi với chiếc nhẫn. Ông bảo Frodo đợi ông ở một quán trọ gần đó và ông đi tìm lời khuyên của phù thủy da trắng Saruman ở Isengard. Tất cả cuộc trò chuyện này bị Sam, người làm vườn đang cắt tỉa khu vườn, tình cờ nghe được để ngăn tin tức rò rỉ ra ngoài. Gandalf quyết định để Sam đi cùng Frodo trong chuyến phiêu lưu này. Ở trong chuyến hành trình này, Sam cậu trở thành trợ lý tốt nhất của Frodo. Gandalf ông đã đến để yêu cầu sự giúp đỡ của cấp trên Saruman. Tuy nhiên, Saruman đột nhiên phản bội cuộc cách mạng. Khuôn mặt của Gandalf lộ vẻ bất lực, không nói thêm lời nào, cả hai ngay lập tức lao vào một cuộc chiến khốc liệt từ xa. Rõ ràng là phù thủy Gandalf pháo xám không thể sánh được với Saruman áo choàng trắng. Khi Saruman lấy cây trượng của Gandalf, ông ta không có cách nào để chống trả. Saruman đã dùng phép thuật của mình để bẫy Gandalf trên đỉnh tháp. Vào lúc đó, Frodo cảm nhận được cảm giác bóng tối và nguy hiểm đang rình rập phía trước. Bốn người họ nhanh chóng chạy đến một cái cây gần đó và trốn bên dưới gốc cây. Đúng như dự đoán, một hắc giả mặc đồ đen tiến đến gần họ. Hắn ta cảm nhận được sự hiện diện của chiếc nhẫn chúa. Bốn người bất động và nín thở. Frodo cậu sợ hãi, cậu đã nghĩ đến việc đeo chiếc nhẫn để chạy trốn. May mắn thay Sam đã ngăn chặn việc đeo chiếc nhẫn lại. Pippin đánh lạc hướng một hắc ma bằng cách ném một mảnh vỏ cây, cho phép cả nhóm trốn thoát. Tuy nhiên, vào buổi tối, các hắc ma vẫn tiếp tục truy đuổi họ không ngừng nghỉ. Cuối cùng cả nhóm cũng đến được một bến tàu phía trước và lên một chiếc bè để thoát khỏi nguy hiểm. Những hắc ma sợ nước đã không truy đuổi theo họ nữa. Đêm hôm đó, bầu trời tràn sấm sét kèm theo một cơn bão dữ dội. Theo kế hoạch của phù thủy Gandalf, họ đến ngôi làng lân cận và hẹn gặp ông ta tại một quán trọ. Frodo đã hỏi người quản lý về nơi ở của Gandalf, nhưng ông ta nói rằng ông đã không nhìn thấy lão già với bộ râu xám đó trong nửa năm rồi. Gandalf không đến quán trọ như kế hoạch, nên các mọi người quyết định đợi ông ta. Tuy nhiên, một người bí ẩn mặc đồ đen đang theo dõi sát sao từ một góc phòng. Frodo cảm thấy một cảm giác hoảng loạn và tiềm thức thúc giục cậu đeo chiếc nhẫn và chạy trốn. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng, Pippin, người đã uống hơi nhiều, đã vô tình tiết lộ họ và danh tính của Frodo. Frodo chạy đến chỗ Pippin để bịt miệng lại, nhưng trong lúc vội vàng, anh đã vấp ngã và vô tình làm rơi chiếc nhẫn, khiến nó trượt vào ngón tay của cậu ấy. Cùng lúc đó, những hắc ma cảm nhận được tiếng gọi của chúa nhẫn. Frodo cậu đeo chiếc nhẫn và bước vào khoảng không, nơi cậu nhìn thấy con mắt của Sauron đang gọi chiếc nhẫn. Frodo cảm thấy sợ hãi đã tháo chiếc nhẫn ra, tuy nhiên cậu ngay lập tức bị một người gần đó tóm lấy và đẩy lên. Anh ta cảnh báo cậu không được sử dụng chiếc nhẫn nữa vì tình hình đang cực kỳ nguy hiểm và cậu ta không nên đợi phù thủy Gandalf nữa. Hóa ra anh ta chính là Aragorn, chính tổ tiên của anh đã chém đứt ngón tay của Sauron trong quá khứ, và Aragorn anh là hậu duệ thứ 39 của hoàng tử Isildur và là người thừa kế hợp pháp duy nhất của vương quốc Gondor, vì vị vua cuối cùng của Gondor không có con. Hiện tại, vương quốc Gondor được cai trị bởi gia đình quản gia với nhiếp chính nắm giữ quyền lực. Aragorn anh đã sống và ẩn náu với tư cách là một kiểm lâm viên. Anh giấu kín danh tính và tên thật của mình giữa các tầng lớp thấp hơn ở trung địa. Mọi người đều tin rằng huyết thống của hoàng gia Gondor đã bị cắt đứt hoàn toàn và Aragorn anh là người bạn thân của phù thủy xám Gandalf và đã được ông cố tình chọn để bảo vệ bốn người hobbit.
đám hắc ma nhanh chóng đến quán trọ, nhưng may thay nhờ sự giúp đỡ của Aragorn, bốn người họ đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Aragorn dẫn họ đến lãnh thổ của yêu tinh, với kế hoạch đưa họ đến Rivendell để được Elrond và Nhẫn Chúa xử lý. Đêm hôm đó, họ quyết định dừng lại và nghỉ ngơi tại một tháp canh. Trong khi Aragorn đi trinh sát khu vực xung quanh, ba người Hobbit nhóm lửa để nấu một ít thức ăn. Frodo nhanh chóng dập lửa khi nhận ra rằng nó đang thu hút sự chú ý. Vì ánh sáng đã thu hút sự chú ý của hắc ma, cả nhóm nhanh chóng rút kiếm và chuẩn bị khi bọn hắc ma áp sát, không còn lối thoát, họ lấy hết can đảm và chiến đấu để giành lại mạng sống. Sam là người đầu tiên bị đánh bất tỉnh, tiếp theo là Pippin và Merry bị kéo đi. Frodo đánh rơi vũ khí và lùi lại vì sợ hãi. Khi các hắc ma tới gần, cậu ngay lập tức đeo nhẫn và trở nên vô hình. Cậu có thể nhìn thấy hình dạng thật của những hắc ma, nhưng ngay cả khi vô hình, bọn chúng vẫn có thể cảm nhận được cậu ta. Một trong những hắc ma bắn một mũi tên vào Frodo. May thay, Aragorn lao tới với một ngọn đuốc và đánh bật năm hắc ma. Vũ khí của bọn hắc ma có độc, và nếu không được chữa trị kịp thời, Frodo sẽ trở thành con rối của chủ tể Sauron. Aragorn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cậu ta đến Rivendell để tìm kiếm sự giúp đỡ của Elrond. Trên đường đi họ gặp con gái của Elrond, một công chúa của yêu tinh. Arwen là bạn gái thời thơ ấu của Aragorn. Frodo đã quá yếu để cả hai có thời gian thể thân mật. Arwen quyết định đưa Frodo đến Rivendell để nhờ cha mình để chữa trị cho cậu ta, nhưng vẫn không thể tránh khỏi truy đuổi của hắc ma. Trên đường đi Arwen cô đã nhiều lần cố gắng xua đuổi những hắc ma trong rừng, nhưng cho dù con ngựa của cô ấy có chạy nhanh đến đâu thì họ vẫn luôn ở trong cuộc truy đuổi. Cuộc rượt đuổi kéo dài suốt đêm cho đến khi họ đến một con sông nơi bọn hắc ma cuối cùng cũng dừng lại. Có vẻ như bọn chúng sợ nước và do dự khi băng qua sông. Công chúa yêu tinh đã triệu tập một câu thần chú và tạo ra một trận lũ lớn nhấn chìm năm hắc ma. Frodo được cứu bởi phép thuật công chúa, nằm trong vòng tay của cô, trong khi Arwen khóc vì vết thương của cậu ta. Trong khi đó, phù thủy Saruman liên lạc với chúa Sauron thông qua quả cầu pha lê của mình và được giao nhiệm vụ xây dựng một đội quân orc. Họ bắt đầu chặt cây trong rừng, sử dụng chúng làm nhiên liệu cho các lò rèn của họ để tạo ra vũ khí và áo giáp. Để bù đắp cho việc loài orc không có khả năng chiến đấu vào ban ngày, Saruman bắt đầu thử nghiệm lai giữa loài orc và yêu tinh. Từ đó họ đã tạo ra một giống orc mới mạnh hơn. Chúng được đào lên từ bùn và phải xé một lớp chất nhầy trước khi chúng nổi lên. Những con orc mới được gọi là Uruk, là bản nâng cấp từ những orc tiền nhiệm của chúng. Chúng cao hơn, khỏe hơn và được trang bị tốt hơn cho cuộc xâm lược trung địa. Frodo được công chúa yêu tinh đưa đến Rivendell và được cứu nhờ khả năng chữa lành của chúa Elrond. Khi Frodo thức dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là phù thủy Gandalf. Cậu hỏi Gandalf tại sao không gặp ông ở quán trọ, và Gandalf giải thích rằng ông đã gặp rắc rối với chính mình. Saruman đã bắt ông ta và bỏ tù ở trên đỉnh Amonhen. Ở đó, Saruman đã cố gắng thuyết phục ông tham gia cuộc cách mạng của lão, nhưng trước khi ông bị giết, những đại bàng khổng lồ từ dãy núi sương mù đã lao vào và giải cứu ông ta. Ở Rivendell, Frodo đã đoàn tụ với chú Bilbo của mình. Vì không có ảnh hưởng của chiếc nhẫn chúa, Bilbo đã già đi đáng kể, và Frodo có thể thấy được tổn thất mà chiếc nhẫn đã gây ra cho ông ấy. Bilbo ông đang bận viết về những cuộc phiêu lưu của mình, và Frodo rất vui khi được gặp lại ông. Khi họ nói chuyện, Frodo không khỏi không cảm thấy nhớ nhà. Để đối phó với đội quân nhẫn chúa đã được đưa đến Rivendell thành công và nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Việc phải làm gì với chiếc nhẫn không còn là mối bận tâm nữa. Elrond đã triệu tập tất cả các chủng tộc để thảo luận về những việc cần làm với chiếc nhẫn chúa và cách thực hiện việc bảo vệ chống lại cuộc xâm lược sắp tới của quân đội Mordor. Đó là số phận của tất cả người dân ở trung điện. Elrond đã yêu cầu Frodo đặt chiếc nhẫn chúa lên bàn đá, và lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một chiếc nhẫn. Tất cả đều bị mê hoặc bởi bản chất ma thuật của nó, ngoại trừ Frodo. Boromir, con trai cả của thủ tướng vừa mới bổ nhiệm, là người đầu tiên bước tới và cố gắng giành lấy chiếc nhẫn. Nhưng Gandalf nhanh chóng ngăn anh ta lại bằng một câu thần chú. Nhưng Aragorn cắt ngang lưỡi Boromir và nói với anh ta rằng không ai ngoài Sauron có thể điều khiển chiếc nhẫn. Boromir anh bị một kiểm lâm viên can thiệp và cảm thấy nhục nhã. Hoàng tử yêu tinh Legolas đã đứng ra bảo vệ Aragorn và nói với anh rằng Aragorn là người duy nhất thừa kế của gia đình hoàng gia Gondor và vị vua hợp pháp duy nhất. Và hợp lý hơn là Boromir nên trung thành với Aragorn. Vua Elin nói rằng điều tốt nhất nên làm chỉ để phá hủy chiếc nhẫn. Và trước khi anh chưa kịp nói xong, người lùn Gimli cực kỳ giận dữ không thể chờ đợi lâu hơn nữa, chặt nó mạnh đến mức khiến anh ta bật lại phía sau. Rõ ràng vũ khí không thể phá hủy được chiếc nhẫn. Hóa ra chiếc nhẫn là dung nham của núi lửa được đúc kết, chỉ có thể gửi nó đến núi lửa để tiêu diệt nó. Và vị trí của núi lửa Doom tình cờ lại là hang ổ của con mắt của chúa tể Sauron. Mọi người đều không muốn đi, không ai dám mạo hiểm chết vô ích. Giữa cuộc tranh luận của hội đồng về số phận của chiếc nhẫn, Frodo đã bước tới và đưa ra một quyết định táo bạo. Cậu tình nguyện nhận nhiệm vụ và tự mình phá hủy chiếc nhẫn. Gandalf nhìn thấy Frodo muốn mạo hiểm mạng sống của mình một lần nữa, và ông là người đầu tiên đến hỗ trợ Frodo trong hành trình phiêu lưu này. Theo sau là Aragorn, anh cũng tình nguyện tham gia nhóm. Tiếp theo là hoàng tử Elven và người lùn Gimli. Và vì vinh quang của vương quốc Gondor,
Boromir anh cũng tình nguyện tham gia. Và ba anh em của Frodo cũng tình nguyện vào sinh ra tử với cậu ta. 9 người hộ tống chiếc nhẫn đã được thành lập. Và trước khi họ rời đi, Bilbo đã cho Frodo hai báu vật. Đó là một thanh kiếm có gai và một bộ áo giáp bạc dày đặc. Frodo vừa mới cởi cúc áo ra, Bilbo nhìn thấy chiếc nhẫn vô cùng phấn khích. Ông nói rằng ông vẫn muốn nhìn kỹ lần cuối. Dù sao ông cũng đã giữ chiếc nhẫn suốt 60 năm qua. Frodo nhìn thấy ông kỳ lạ, liền vội vàng cài cúc. Bên trong ngục tối, một số lượng lớn orc tụ tập, chúng tấn công từ mọi phía. Đội viễn chinh vừa lên đường đã bị lũ orc bao vây. 9 người trong số họ không thể chống cự trước vô số orc. Và lũ orc phóng ra những tiếng động đinh tai nhức óc khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Chúng báo trước một mối nguy hiểm lớn hơn đang đến gần họ. Boromir hỏi Gandalf điều gì đang chờ đợi phía trước, và Gandalf nín thở sử dụng tâm trí để cảm nhận những rủi ro phía trước. Hóa ra là họ phải đối mặt với một con quỷ mạnh mẽ mang tên Balrog. Họ phải bỏ chạy trước khi quá muộn, vì vậy họ đã lên kế hoạch tiến đến hố của Moria để loại bỏ nó. Boromir là người đầu tiên đến hố đó. Gandalf yêu cầu Aragorn dẫn đầu đám đông qua cây cầu để thoát khỏi quái vật Balrog. Đám đông cẩn thận đến một cây cầu dốc gãy. Legolas nhanh nhẹn đã không ngần ngại là người đầu tiên nhảy sang phía đối diện khi ánh đỏ của Balrog đang đến gần. Gandalf ông không do dự mà nhảy qua, nhưng đột nhiên có lũ orc đứng sau bắn tên vào họ. Legolas đáp trả bằng một mũi tên thẳng vào trán con orc. Boromir lao ôm Merry và Pippin lao về phía trước. Cây cầu lại bắt đầu sụp đổ một phần. Họ không thể nhảy qua ở khoảng cách này nữa. Tảng đá rơi từ trên cao cắt đứt đường rút lui của họ và cây cầu bắt đầu sụp đổ. Vết nứt bên dưới sắp gãy với hai người đàn ông đứng trên nó lắc lư. Aragorn anh bảo Frodo nghiêng người về phía trước. Trọng lực nghiêng về phía trước và tình cờ va chạm với cây cầu đá đối diện. Gandalf bảo đám đông băng qua cầu trước và ở lại phía sau để đối phó với nó. Balrog nhảy lên để lộ hình dạng thật của mình, và nó được bao phủ bởi ngọn lửa bùng cháy bất cứ nơi nào nó đi qua. Gandalf đứng một mình ở giữa cây cầu, Balrog trỗi dậy, ngọn lửa nhấn chìm toàn bộ cơ thể của nó. Với thanh kiếm của các vị vua cổ đại, Gandalf đập vỡ lưỡi kiếm rực lửa của con Balrog, không muốn lùi bước. Quái vật gầm lên và tiếp tục tấn công không ngừng tiến về phía Gandalf. Gandalf đã phá vỡ cây cầu đá bằng quyền trượng của mình, khiến Balrog rơi xuống vách đá cùng với cây cầu gãy. Gandalf đang định thở phào nhẹ nhõm thì chiếc roi của Balrog tóm được chân ông và kéo đi. Frodo muốn chạy đến để cứu Gandalf, ông nói với đội viễn chinh, chạy đi, đồ ngốc, Gandalf đã rơi xuống, cả đội đã mất ông nhưng vẫn phải lên đường để hoàn thành nhiệm vụ. Và nỗi buồn của đám đông sẽ không thể nguôi ngoai trong một thời gian dài, nhưng bây giờ không phải là lúc để tưởng nhớ Gandalf. Aragorn anh yêu cầu Legolas đánh thức mọi người thức dậy để lấy lại tinh thần cho họ. Nếu họ không di chuyển, thì quân đoàn Orc sẽ sớm bắt kịp, và Aragorn đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Dẫn cả nhóm vào lãnh thổ của rừng vàng, nơi Gimli bảo Frodo hãy cảnh giác vì có một nữ phù thủy yêu tinh khủng khiếp đang cư trú ở đây. Và chỉ cần nhìn cô ấy một cái là sẽ bị mê hoặc. Gimli anh nói rằng anh ta sẽ không sợ cô ta vì người lùn có nhận thức nhạy bén, và trước khi anh nói xong, anh ta bị những người bảo vệ giơ cung tên vào đầu. Sau một vài cuộc thương lượng bởi Aragorn, họ được đưa đến Karas Galadhon. Những người cai trị vùng đất này là nữ hoàng của yêu tinh, Galadriel cùng chồng cô ấy, và các yêu tinh bước ra với ánh sáng thiêng liêng rực rỡ của riêng họ. Galadriel cô là yêu tinh mạnh nhất ở Trung Địa. Xét về mặt của huyết thống, Aragorn là cháu trai của Galadriel và cô ta đã 3.000 tuổi. Mọi người nhìn thấy cô ấy đều ái ngại vì cô ấy có thể nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Aragorn anh chỉ nhìn lên Galadriel và cô ấy biết cuộc thám hiểm đã mất phù thủy Gandalf khi đám đông nghỉ ngơi. Boromir đang rất khó ngủ và nói với Aragorn rằng khi anh và nữ hoàng yêu tinh chạm mắt nhau, Galadriel đã đề cập đến cha anh và sự sụp đổ sắp xảy ra của vương quốc Gondor. Nhưng vẫn còn một tia hy vọng, và anh hy vọng rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ mạo hiểm này, Aragorn sẽ có thể trở về vương quốc Gondor. Nhưng Aragorn không chọn trả lời và chỉ mỉm cười một chút. Trong khi mọi người đang ngủ say, Galadriel đi chậm qua Frodo, cậu bị đánh thức và đi theo cô suốt chặng đường. Nữ hoàng yêu tinh đến con suối, nơi cô lấy đầy nước vào một bình nước ở suối và đổ nó vào một chậu nước để Frodo đến gần hơn để quan sát. Chậu nước này có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ. Frodo đã nhìn thấy hai anh em Legolas và Sam Pippin, và sau đó là quê hương của cậu. Và rồi đột nhiên khung cảnh thay đổi với hình ảnh ngôi nhà bị đốt cháy bởi lũ orc tàn nhẫn. Chúng giết đồng bào không thương tiếc của mình và những người sống sót bị bắt làm nô lệ. Đột nhiên con mắt của chúa tể Sauron đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Và chiếc nhẫn chúa treo trên ngực anh sắp bị hút xuống nước, thì Frodo đã dùng sự kiên trì tuyệt vời của mình để lấy lại chiếc nhẫn bằng một tay. Galadriel dùng tâm trí của mình để bắt chuyện với Frodo và nói với cậu rằng nếu lần này cậu không thể phá hủy chiếc nhẫn này thì tất cả các cảnh đó sẽ xảy ra. Cô cũng nói với cậu có người ở trong đoàn thám hiểm đang cố gắng để ăn cắp chiếc nhẫn chúa và tất cả các thành viên sẽ bị nó nuốt chửng, và cô yêu cầu Frodo đưa cho cô ta. Đối mặt với nhẫn chúa, Galadriel khuấy động bóng tối trong trái tim cô ấy. Sau một hồi khuấy động tâm can, nữ hoàng bất lực trở lại hình dạng ban đầu. Cô ấy nói rằng cô ấy điếu làm được gì và cô cũng đã quyết định tránh xa thế giới trần tục được con mẹ nó rồi. Frodo nói rằng cậu không thể tự mình phá hủy chiếc nhẫn
và Galadriel nói với cậu rằng những người mang nhẫn phải học cách đối mặt với sự cô đơn. Vì cô ấy cũng là người đang mang chiếc nhẫn chúa nước, một trong ba chiếc nhẫn của yêu tinh, nên cô ấy hiểu được những khó khăn của Frodo. Lão phù thủy áo trắng Saruman đã nhân giống những loài orc mạnh mẽ mới từ bùn để bù đắp cho việc lũ orc không thể chiến đấu dưới ánh nắng mặt trời. Và sau khi thề trung thành với Saruman, lũ orc mạnh mẽ khoác lên mình bộ áo giáp hoàn toàn mới và chuẩn bị ra chiến trường với mục tiêu bắt được 4 người hobbit để lấy chiếc nhẫn chúa. Mặt khác, mỗi thành viên của đội thám hiểm nhận được một chiếc áo choàng từ yêu tinh, chúng được khâu bằng tay và sở hữu tác dụng ẩn nấp cực kỳ tốt. Cùng với những chiếc bánh quy nén của yêu tinh có thể lấp đầy dạ dày chỉ bằng một miếng cắn, Legolas cũng nhận được cung tên yêu tinh, anh em nhà Pippin nhận được dao găm của yêu tinh, Sam nhận được sợi dây thừng và nữ hoàng hỏi Gimli rằng anh ấy muốn gì và Gimli nói rằng anh ấy không muốn gì. Anh chỉ muốn thấy thêm khuôn mặt của nữ hoàng một lần nữa vì điều đó sẽ khiến anh ấy hạnh phúc. Cuối cùng, Galadriel đã tặng 3 sợi tóc vàng cho Gimli và Frodo nhận được ngôi sao của Irendin, thứ sẽ mang lại cho cậu ánh sáng trên con đường đen tối. Và cô ấy cũng quyết định tránh xa thế giới trần tục của Trung Địa. Bọn họ trèo một chiếc thuyền nhỏ trên hạ lưu dọc theo một con sông. Quân đoàn orc mạnh mẽ bám theo suốt con đường lên bờ. Legolas và Aragorn phát hiện lũ orc mạnh mẽ đang theo dõi dọc theo bờ sông và ra lệnh cho nhóm tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Họ băng qua cánh cửa của Durin, biên giới phía bắc của Gondor và hai bức tượng khổng lồ này là tổ tiên của Aragorn và bằng chứng là vương quốc Gondor ngày xưa rất thịnh vượng. Và Aragorn và Boromir cũng là thần dân của Gondor, đã bị choáng ngợp trước cảnh tượng này về vinh quang của tổ tiên họ. Đi qua cánh cửa Durin, cả nhóm chuẩn bị lên bờ để tập hợp lại và nghỉ ngơi, và Aragorn gợi ý rằng thay vì tiếp tục dọc theo con sông, kế hoạch là đi xuyên qua khu rừng, băng qua đầm lầy và tiến thẳng đến Mordo. Trong giữa cuộc trò chuyện, anh nhận ra rằng Frodo và Boromir đã biến mất. Boromir đối mặt với Frodo một mình và mất trí lần nữa, vì anh ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ để tận dụng cơ hội để giật lấy chiếc nhẫn chúa, và anh ta rất háo hức để có được sức mạnh của chiếc nhẫn chúa để bảo vệ thần dân của vương quốc Gondor. Frodo không thể đánh bại anh ta, vì vậy cậu phải đeo chiếc nhẫn và chạy trốn một cách vô hình. Boromir không tìm được đường và ngã xuống. Khi lấy lại được tinh thần, anh ta cảm thấy tội lỗi về những gì mình vừa làm. Sau khi đeo chiếc nhẫn chúa, Frodo bước vào khoảng không, cậu một lần nữa nhìn thấy con mắt khủng khiếp của Sauron và cảm thấy rằng mình sắp bị Sauron nuốt chửng. Cậu sợ đến mức vội vàng tháo chiếc nhẫn ra và rơi xuống đất. Tình cờ là Aragorn tìm thấy cậu, và Frodo không bao giờ tin tưởng bất cứ ai nữa, vì cậu ta biết rất rõ rằng không ai có thể chống lại sự cám dỗ của chiếc nhẫn được. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Frodo, anh không thể kiềm chế được, và khi anh định đưa tay ra chạm vào nó, thì Aragorn đã nắm tay Frodo lại và hứa rằng sẽ theo cậu đến cùng cho đến khi chiếc nhẫn bị phá hủy. Mặc dù Frodo tạm thời yên tâm, nhưng cậu vẫn không thể tin tưởng các thành viên của đội thám hiểm được. Thanh kiếm trong tay Frodo phát sáng màu xanh báo hiệu rằng lũ orc đã đến, và anh ta bảo Frodo hãy chạy đi, còn bản thân anh ở lại để ngăn chặn. Aragorn cầm kiếm lên và một mình đối mặt với quân đoàn orc mạnh mẽ. Những kẻ gầm lên và khiêu khích anh ta, nhưng Aragorn không nản lòng. Còn Gimli và Legolas nhanh chóng đến trợ giúp, và lúc này lũ orc mạnh mẽ khác đã cử một đội quân để tìm kiếm chiếc nhẫn. Frodo trốn dưới gốc cây và được tìm thấy bởi hai anh em Pippin. Pippin bảo cậu ta hãy nhanh chóng chạy tới cùng họ để trốn thoát, nhưng Frodo không tin tưởng và quyết định đi một mình vì sự an toàn của Frodo. Hai anh em lao ra để đánh lạc hướng lũ orc, nhưng chẳng bao lâu họ đã bị kẻ thù bao vây. Vào thời điểm quan trọng, Boromir đến đúng lúc để giải cứu họ. Âm thanh tiếng tù và báo hiệu Boromir đang gặp nguy hiểm, ngay lập tức Legolas cùng Aragorn nhanh chóng chạy về hướng đó. Aragorn bị chặn lại bởi lũ orc trên đường đi. Boromir kêu gọi hỗ trợ khi anh chiến đấu. Anh bảo hai người hobbit chạy trước để anh ở lại ngăn chặn. Khi thủ lĩnh của cũ orc đang từ từ tiến về phía anh, hắn giương cây cung đầy mũi tên và nhắm thẳng vào trái tim của Boromir. Và thay vì gục ngã một cách yếu ớt, anh lại đứng dậy một cách khó khăn và tiếp tục tấn công kẻ thù. Nhưng bọn chúng tiếp tục phóng một mũi tên khác về phía Boromir, khiến anh ta khuỵu gối. Tuy nhiên Boromir không thể chịu chết nếu không chiến đấu, vì vinh quang của vương quốc Gondor. Anh chọn cách hy sinh cao cả. Pippin và Mary bị lũ orc bắt giữ và mang đi. May mắn thay, mệnh lệnh của phù thủy Saruman đối với lũ orc là bắt sống họ, vì ông ta không biết người hobbit nào đang cầm chiếc nhẫn. Boromir chỉ có thể đứng nhìn đồng đội của mình bị bắt, và Aragorn vội vàng chạy đến Boromir. Aragorn an ủi anh ta bằng cách nói rằng anh đã chiến đấu dũng cảm. Điều đó đã đề cao danh dự và nhân phẩm của vương quốc Gondor. Và cuối cùng thú nhận mọi chuyện rằng anh ấy công nhận Aragorn là vua của vương quốc Gondor. Aragorn tiễn Boromir ra đi trong đôi mắt ngấn lệ. Frodo cậu nhìn vào chiếc nhẫn chúa trên tay và chìm trong suy nghĩ ước rằng chiếc nhẫn đó không phải nó nằm trong tay mình. Nhưng sau đó cậu nghĩ đến sự hy sinh của Gandalf và quyết tâm phải tiêu diệt chiếc nhẫn chúa bằng được. Sau đó cậu quyết định dấn thân vào cuộc thám hiểm một mình, và Sam giản dị và trung thực vội vàng đi theo, vì cậu đã hứa với Gandalf rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tuân theo Frodo, thay vì dừng thuyền Frodo tăng tốc. Vì cậu không muốn kéo Sam vào cuộc phiêu lưu cùng mình,
Sam không quan tâm lắm và đi thẳng đến vùng nước sâu hơn ngay cả khi cậu ta không thể bơi. Cơ thể Sam đã hoàn toàn chìm xuống đáy hồ, cùng với ánh nắng dần dần mờ đi, một bàn tay nhỏ bé tràn đầy hy vọng kéo thật chặt tay cậu lên từ từ. Khi lên thuyền, Sam hứa sẽ là một người bạn đồng hành trung thành với Frodo để hoàn thành nhiệm vụ. Và Legolas ra hiệu cho cả nhóm nhanh chóng đi theo Frodo và Sam. Nhưng Aragorn nói rằng không ai trong số họ có thể giúp Frodo và họ quyết định từ bỏ việc theo đuổi cuộc thám hiểm. Gimli nói rằng đội thám hiểm đã hoàn toàn thất bại và yêu cầu mọi người chia hành lý và nhanh chóng rời đi. Nhưng Aragorn nói rằng nhiệm vụ chưa hoàn thành và cả ba quyết định đuổi theo lũ orc để giải cứu hai người Hobbit còn lại. Frodo và Sam đứng trên ngọn núi cao nhìn lên về hướng Mordor và những rủi ro phía trước không có người khác bảo vệ và chắc hẳn việc đi lại còn khó khăn hơn trước rất nhiều. Saruman đang có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết trước chiến tranh, một trận chiến lớn sắp diễn ra. Ngay lập tức quân đoàn orc bên dưới tháp của ông ta khuấy động lên một bản giao hưởng phấn khích, bởi vì chúng không ngừng háo hức muốn xâm chiếm thế giới trung địa. Đồng thời Saruman đã tạo ra một liên minh với Sauron thông qua một quả cầu pha lê và liên minh tháp đôi đã sẵn sàng hành động. Cánh cổng khổng lồ của Mordor nặng hàng nghìn tấn từ từ mở ra trong khi quân đội Mordor tiến về vương quốc Rohan. Trong khi đó, một quân đoàn orc khác phóng qua biên giới của Rohan với nhiệm vụ giao hai người Hobbit mới bị bắt cho phù thủy áo trắng. Cùng lúc đó, hoàng tử yêu tinh Legolas và những người khác đang tăng tốc để theo kịp lũ orc. Mục tiêu của họ là giải cứu hai người Hobbit trước khi lũ orc đến được nơi. Lũ orc đánh hơi được sự hiện diện của họ, chúng liền tăng tốc. Legolas không theo kịp được lũ orc. Sau 3 ngày đêm chạy không ngừng nghỉ, lũ orc quyết định nghỉ ngơi qua đêm trong khu rừng Fangorn. Lũ orc đã không ăn thức ăn hoặc nước uống trong thời gian dài, cơn đói đã làm bùng phát cơn điên và bổ xẻ cây. Một số orc đói và đề nghị nuốt chửng hai người Hobbit, dẫn đến một cuộc đấu đá nội bộ bùng phát đột ngột. Pippin và Merry lợi dụng sự hỗn loạn để nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát. Ngay khi lũ orc chuẩn bị lao tới họ, một ngọn giáo đâm vào một con orc từ phía sau. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa, một trung đoàn kỵ binh tiến thẳng vào hàng ngũ của lũ orc. Họ rất dũng cảm và được trang bị tốt đến mức họ đã tiêu diệt lũ orc ngay lập tức. Legolas anh quan sát các chuyển động của thiên thể trên bầu trời và nghi ngờ rằng đêm qua đã có trận chiến đổ máu và chắc chắn rằng các kỵ binh đã đến tấn công họ. Aragorn không còn trốn nữa, bước tới và kêu gọi dừng lại. Anh muốn hỏi về hai người Hobbit thì đột nhiên kỵ binh bao vây họ. Đội trưởng kỵ binh hỏi mục đích của họ khi xâm phạm biên giới của người Rohan là gì. Anh lùn Gimli đáp lại bằng một thách thức, nhưng Aragorn đã can thiệp để xoa dịu căng thẳng. Đội trưởng kỵ binh giới thiệu họ là kỵ binh của vương quốc Rohan. Vua Rohan đã nằm dưới sự kiểm soát của phù thủy áo trắng Saruman trong suốt thời gian qua và đã trở thành một kẻ thống trị tham nhũng. Và vì bị quân đội nổi loạn xung quanh ép buộc, nên họ bị trục xuất và đưa đến biên giới của vương quốc Rohan. Sau đó, họ nói với Aragorn rằng đêm qua họ đã tiêu diệt một quân đoàn orc và rời đi không còn con nào sống sót. Họ chất đống xác của tất cả lũ orc và đốt chúng. Trước khi rời đi, họ cho hai con chiến mã rồi phóng đi. Bộ ba nhanh chóng đến chiến trường từ đêm hôm trước để tìm kiếm manh mối về người Hobbit. Họ tìm thấy thắt lưng của người Hobbit và nỗi buồn thắt chặt trái tim họ. Trong khi Aragorn đang tự trách mình vì đã không bảo vệ được người Hobbit, anh tìm thấy dấu vết của họ trên mặt đất. Các manh mối tiết lộ rằng họ chưa chết và đã đột nhập vào khu rừng Fangorn đáng sợ. Pippin và Merry không hề hay biết về những nguy hiểm khu rừng. Những cái cây ở đây đã tồn tại trong khu rừng này hàng nghìn năm, di chuyển và giao tiếp bằng ngôn ngữ của chúng khi gặp nguy hiểm. Không bao lâu Pippin và Merry đã bị các tinh linh cây bắt giữ. Vì rừng Fangorn liên tục bị lũ orc chặt phá nên các tinh linh của cây không chắc liệu hai người kia họ có liên quan đến loài orc hay không, nên đã lên kế hoạch giao hai người Hobbit cho phù thủy trắng để phán xét. Trong khi đó, ba người họ đi vào khu rừng của Fangorn để tìm kiếm hai người Hobbit. Legolas nhạy bén nghe thấy những cái cây trò chuyện với nhau và mối nguy hiểm đang dần đến gần họ. Họ cầm vũ khí và đứng sẵn sàng. Phù thủy áo trắng chặn tất cả các cuộc tấn công của ba người mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt họ và họ không thể biết người trước mặt là bạn hay thù. Ánh sáng trắng chói mắt từ từ phân tán và đám đông cuối cùng cũng nhận ra rằng đó là sự xuất hiện của phù thủy Gandalf. Theo lời kể của Gandalf, sau khi ông ta và con Balrog cùng nhau rơi xuống vực thẳm, họ tham gia vào một trận chiến sinh tử trong khoảng không. Họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong 3 ngày, cuối cùng leo lên những bậc thang vô tận dẫn đến đỉnh cao nhất của dãy núi sương mù. Chính trên đỉnh núi, Gandalf đã đánh bại con Balrog, nhưng ông ta vô cùng yếu đuối và dường như đang trên bờ vực của cái chết. Tuy nhiên thay vì biến mất, linh hồn của Gandalf lại trực tiếp xuất hiện. Được đi đến sự hiện diện của Luvatar bên ngoài vũ trụ, Luvatar ban cho Gandalf sức mạnh lớn hơn và đưa ông ta trở lại trung địa để tiếp tục sứ mệnh còn dang dở của mình. Gandalf đóng giả làm Saruman để đưa hai người Hobbit trở lại Sai. Gandalf biết rằng lão Saruman sẽ bắt đầu với vương quốc Rohan đầu tiên. Bốn người họ quyết định cùng nhau đến vương quốc Rohan để nhắc nhở họ chuẩn bị phòng thủ sau cuộc hành trình mệt mỏi kéo dài 2 ngày. Cuối cùng họ cũng đến nơi, vua Theo Đen bị Saruman điều khiển rơi vào trạng thái hoang mang và mê sảng. Khi Gandalf bước vào đại sảnh, ông cảm nhận được một sự hiện diện đen tối. Ông che giấu danh tính của mình bằng cách mặc chiếc áo choàng xám, cảm nhận được Gandalf. Rima hắn nhanh chóng ra lệnh cho lính canh bắt họ, nhưng Legolas và Aragorn nhanh chóng áp đảo họ.
Gandalf nhẹ nhàng niệm một câu thần chú, cố gắng phá bỏ bùa chú đang trói buộc ông. Đột nhiên nhà vua chế nhạo Gandalf, "A cay con chim cú mèo." Gandalf cởi bỏ chiếc áo choàng màu xám của mình. Gandalf đã thanh tẩy ảnh hưởng của Saruman khỏi nhà vua. Khuôn mặt tái nhợt của Theoden dần dần lấy lại. Rima hắn ngay lập tức bị trục xuất khỏi vương quốc Rohan khi một trận chiến lớn sắp diễn ra. Nhà vua ngay lập tức ra lệnh huy động lực lượng để bảo vệ người dân và chỉ thị mọi người di rời đến rẻm Helm Deep để lánh nạn. Ở pháo đài này, với những bức tường đá cao chót vót cao tới hàng trăm mét, đã bảo vệ sự an toàn của Rohan qua nhiều thế hệ. Gandalf bảo Aragorn hộ tống người Rohan đến Helm Deep và ông ta đi tập hợp các hiệp sĩ Rohan đang tản mát để hỗ trợ. Gandalf và Aragorn đồng ý gặp nhau tại Helm Deep. Ngày hôm sau, vị vua ở Aragorn lên đường cùng với người già yếu và trẻ em. Nhưng tin tức nhanh chóng đến tai phù thủy Saruman, lão đã cử đội kỵ binh của mình đến phục kích cuộc di tản ở Rohan. Nhà vua ra lệnh cho phụ nữ lớn tuổi và trẻ em tiến về phía trước, để ông và các chiến binh đối đầu với kẻ thù. Đội quân vua đã tràn ngập với số lượng lớn. Aragorn chiến đấu quyết liệt. Aragorn đã giết được lũ orc trên lưng nhưng bị mắc kẹt bởi dây cương của bọn chúng. Chúng chạy quá và khiến anh rơi khỏi vách đá. Sau trận chiến, Legolas đứng ở rìa vách đá để tìm kiếm Aragorn. Nhưng anh ta đã bị dòng nước chảy cuốn trôi. Bọn họ không có thời gian nữa. Họ vội vã tăng tốc để đi đến được Helm Deep. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng họ cũng đến được pháo đài. Một trận chiến giữa con người và quái vật sắp bắt đầu. Lính đánh thuê đưa một đội quân vượt qua biên giới của vương quốc Rohan. Có những con voi ma mút khổng lồ này rất đáng gờm trong trận chiến. Và ba người Hobbit chưa bao giờ chứng kiến một màn phô diễn sức mạnh quân sự ngoạn mục như vậy. Nhưng thật bất ngờ, lính đánh thuê trở thành nạn nhân của một cuộc phục kích bởi một nhóm không xác định, dẫn đến cái chết của tất cả lính đánh thuê. Những người Hobbit cố gắng trốn thoát, nhưng họ đã bị những kẻ phục kích bắt giữ và được đưa đến trại của họ. Hóa ra những kẻ phục kích này đã biết về kế hoạch của Sauron cho một cuộc chiến lớn. Và với tư cách là thần dân nơi đây, họ cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ trung địa. Frodo đã kể cho anh ta mọi thứ. Khi anh ta đề cập đến cái chết của Boromir, một người đàn ông tỏ ra lo lắng. Hóa ra anh ấy là em trai của Boromir và là con trai thứ hai của quan nhiếp chính của Gondor, tên là Faramir. Tuy nhiên nhiếp chính lại đặc biệt yêu quý con trai cả của mình và Boromir đã được phong thành người thừa kế. Số phận của Faramir khác xa với anh trai của anh ấy. Dù có cố gắng thế nào thì anh cũng không bao giờ được cha mình công nhận nên anh luôn muốn chứng tỏ bản thân. Faramir khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn quanh cổ Frodo và mong muốn chiếm lấy chiếc nhẫn và muốn đưa nó cho cha mình để lấy lòng ông ta. Khi anh ta chuẩn bị ra tay, Sam bước tới và thuyết phục anh ta. Cậu đã nhắc về sự hy sinh cao cả về người anh trai để bảo vệ chiếc nhẫn. Faramir tràn đầy cảm giác tội lỗi khi nghe những lời này và quyết định tôn trọng mong muốn của anh trai mình bằng cách để họ đi. Đột nhiên Frodo cảm nhận được tiếng gọi của những hắc ma nhẫn và mọi người bắt đầu chuẩn bị cho mối nguy hiểm đang tới. Frodo đột nhiên trở nên mất kiểm soát về thể chất và từ từ bước ra ngoài. Cậu bị hắc ma nhẫn quyến rũ đến mức không thể không muốn đeo chiếc nhẫn chúa. Sam cậu bất chấp nguy hiểm, lao tới để ngăn chặn hành động của Frodo. Ở một góc, Faramir dùng cung tên của mình để xua đuổi hắc ma ra khỏi tường thành. Sam cậu với đôi mắt ngấn lệ và suy nghĩ rằng họ không nên mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, họ lại tiếp tục lên đường. Ở một nơi khác, Aragorn đã rơi xuống vách đá và trôi dạt trên sông trong 3 ngày đêm. Có lẽ những lời cầu nguyện của công chúa yêu tinh đã giúp Aragorn sống sót. Con ngựa trung thành của anh đã tìm thấy và mang anh đến El Helm Deep. Trên đường đi, Aragorn phát hiện ra đội quân Orc đã hành quân về phía Helm Deep. Anh tăng tốc và vội vã quay trở lại pháo đài của Helm Deep. Chú lùn Gimli rất vui mừng khi biết tin người anh tốt của mình trở về an toàn. Tin tức về sự trở lại của Aragorn là một động lực to lớn cho tinh thần. Aragorn nhanh chóng thông báo cho vua Theoden về thông tin anh thu thập được khi trên đường đến Ey. Anh nói với nhà vua rằng quân đội Orc sẽ đến Helm Deep ngay đêm hôm nay và thúc giục ông chuẩn bị ngay lập tức cho trận chiến sắp xảy ra. Vua Theoden bày tỏ sự tự tin của mình đối với quân đội Orc vì họ có những bức tường pháo đài bất khả xâm phạm sẽ không bao giờ sụp đổ. Thành trì này vững chắc như một tảng đá, dễ phòng thủ và khó chinh phục. Vua Theoden bày tỏ rằng nếu gia sản bị mất thì có thể được trồng lại và nếu những ngôi nhà bị sập thì họ có thể được xây dựng lại. Miễn là các bức tường không bị đổ thì ông sẽ chống lại lũ Orc cho đến cùng. Đêm nay, cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Những người còn lại tự trang bị vũ khí cho mình. Những ông già và trẻ em cũng chuẩn bị tham gia vào trận chiến tàn khốc. Chẳng bao lâu sau quân đội Orc đã đến Helm Deep. Vua Theoden mặc trang phục chiến đấu của mình. Rõ ràng là 300 người chống lại 10.000 con Orc là không có cơ hội chiến thắng. Đột nhiên tiếng còi vang lên. Tộc yêu tinh chưa quên lời thề liên minh của họ, đến với một đội quân đáng gờm gồm 5.000 chiến binh mặc áo giáp vàng để thực hiện cam kết của họ. Aragorn rất vui mừng nhìn thấy người anh em tốt của mình đến giúp đỡ và tiến đến ôm lấy anh ấy. Giờ họ đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của quân đội Orc. Lực lượng yêu tinh đã tập hợp trên đỉnh các bức tường thành sẵn sàng tấn công. Đám Orc chỉ cách chiến trường 500m. Khi kẻ thù đến gần, sự căng thẳng càng tăng lên. Đột nhiên sấm sét ầm ầm xuyên qua bầu trời và một cơn mưa xối xả chút xuống. Ngay cả những người ẩn náu trong hầm cũng cảm thấy sức nặng ngột ngạt của trận chiến sắp xảy ra. Hàng chục ngàn Orc được trang bị tốt đã đến chiến trường.
bằng một tiếng gầm như sấm sét từ tướng Orcus của quân đoàn Orc, trận chiến bắt đầu. Theo lệnh của Aragorn, cả yêu tinh và con người trút xuống những mũi tên tấn công kẻ thù. Lũ Orc tràn về phía các bức tường thành như một cơn thủy triều không thể ngăn cản. Aragorn ra lệnh bắn loạt mũi tên thứ hai để làm mỏng tiền tuyến của kẻ thù. Orc được trang bị tốt trả đũa bằng súng nỏ. Trước khi những người trên tường kịp phản ứng, Orc nhanh chóng nâng thang để leo lên các bức tường. Aragorn ra lệnh cho lực lượng của mình chuyển sang chế độ cận chiến. Orc bắt đầu chọc thủng hàng phòng thủ bằng cách tiến vào các bức tường. Người lùn Gimli và Legolas thi nhau xem ai chặt đầu được nhiều con Orc hơn. Lũ Orc bên dưới tiếp tục trèo lên bức tường. Orc sử dụng mặt trận thứ hai để tấn công phần khác của phần tường. Chúng thiết lập một đội hình lá chắn để chiếm cánh cổng qua lối vào. Dưới sự che chắn của đội hình lá chắn, chúng kín đáo bố trí một đặt thuốc nổ gần hệ thống thoát nước. Một Orc đốt cháy chất nổ lao về phía cống. Ngay cả khi có nhiều mũi tên xuyên qua cơ thể, nó vẫn quyết tâm gây ra một vụ nổ dữ dội. Bức tường vững chắc bị nổ tung tạo ra một lỗ thủng lớn. Vô số lũ Orc tràn qua lỗ thủng. Aragorn cùng đội quân chuyển sang cận chiến. Họ dũng cảm lao tới để giữ lỗ thủng. Legolas sử dụng một chiếc khiên như một chiếc xe trượt và bắn một loạt mũi tên. Trận chiến của loài Orc gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai bên, kéo dài trong một thời gian dài. Mặc dù cả hai bên đều kiệt sức nhưng vẫn kiên trì chiến đấu. Chiếc máy đập phá không ngừng tấn công cánh cổng và cuối cùng nó cũng bị đục thủng. Aragorn và Gimli lén lút để chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ. Hai người quăng mình lên cầu, sau đó họ đã hạ gục một làn sóng lớn bằng kỹ năng chiến đấu siêu việt của hai người để ngăn cản. Ở phía bên kia, Orc sử dụng dây thừng để kéo thang lên, cho phép chúng leo lên tường. Legolas nhanh chóng nhắm mục tiêu chính xác vào dây thừng. Chiếc thang không cân bằng đâm xuống lũ Orc bên dưới. Ngày càng có nhiều kẻ thù phá vỡ bức tường vào trong, và những người phòng thủ không thể ngăn chặn chúng. Họ buộc phải rút lui vào khu canh giữ bên trong và đóng cánh cổng phía sau. Bên trong, người dân Rohan cùng nhau chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Vua Theo Đen không muốn vương quốc Lohan sụp đổ. Ông quyết định lãnh đạo một cuộc tấn công vinh quang cuối cùng cho vương quốc, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì danh dự của mình. Gimli thổi còi báo hiệu tấn công, vua Theo Đen tiến lên phía trước, binh lính của ông theo sát phía sau. Trong khoảnh khắc, tất cả lũ Orc trên đường đều bị đánh ngã xuống đất. Phù thủy mặc áo choàng trắng Gandalf lao tới trong những tia hào quang đầu tiên. Mọi người trong trận chiến dường như nhìn thấy tia hy vọng. Gandalf cùng với các kỵ sĩ giải rác đã đến đúng lúc để hỗ trợ. Với một tiếng hét, 5.000 quân tiến lên chiến đấu cho người dân Rohan và vua của họ. Lũ Orc ngay lập tức quay lại đón quân địch. Gandalf dẫn đầu cuộc tấn công và quên mất danh tính của mình là một phù thủy. Ông lao như con thiêu thân vào giữa kẻ thù mà không do dự. Mặt khác, Pippin và Merry đã được các linh hồn cây đưa trở lại cha, sau đó nhìn thấy rằng khu rừng từng xanh tươi tốt một thời đã bị Saruman đốn hạ. Đó là gia đình và những người bạn cũ của nó trong nhiều năm. Cái cây phát ra một tiếng kêu giận dữ triệu tập tất cả họ hàng của họ. Khu rừng xào xạc như những tin nhắn được trao đổi, và họ tập hợp lại để chiến đấu. Họ có ý định bắt Saruman phải trả giá bằng máu cho những gì hắn đã làm và bao vây thành trì của hắn ở Isengard. Thần cây tấn công lũ Orc bằng những tảng đá khổng lồ từ xa. Lũ Orc dường như giống như những con kiến, cây còn lại nhanh chóng ném những viên đá lớn để hỗ trợ đồng đội của mình. Lão Saruman chỉ có thể đứng nhìn từ tháp của mình khi những người cây đến tiêu diệt Isengard. Sau đó lũ Orc sử dụng hỏa lực để tấn công, nhưng yêu tinh cây ở bên kia sông phá hủy con đập, khiến dòng nước lũ ảo ạt tràn qua làm nhấn chìm Isengard. Người cây sử dụng hình dạng rễ cây của mình để ổn định bản thân, không thể trốn thoát kịp thời. Toàn bộ lũ Orc đều bị nước lũ cuốn trôi vào kho vũ khí, các lò rèn và nơi sản xuất vũ khí cũng bị nhấn chìm. Trở lại Helm's Deep, bầy Orc nhận ra rằng mục đích của chúng đã thất bại và quyết định rút lui. Trong chớp mắt, chúng chạy tán loạn như chim thú để chạy trốn về phía khu rừng cổ đại. Sau một loạt tiếng than khóc, lũ Orc đều bị yêu tinh cây trong rừng làm thịt. Cuối cùng, nhân loại đã chiến thắng bóng tối. Họ đã bảo vệ được trung địa nhưng vẫn phải trả giá đắt sau trận chiến lớn. Trận chiến Helm Deep đã kết thúc, nhưng Gandalf biết rằng chúa tể bóng tối Sauron sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ông nói rằng cuộc chiến bảo vệ trung địa chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Frodo và Sam tiếp tục cuộc hành trình đầy nguy hiểm đến ngọn núi lửa Doom để hoàn thành sứ mệnh là tiêu diệt chiếc nhẫn chúa. Sau đại chiến lớn, Gandalf dẫn đầu một nhóm người đến thành trì Isengard. Saruman lúc này đang bị mắc kẹt trong một tòa tháp cao. Khi Saruman nhìn thấy Gandalf thăng thiên trở thành phù thủy trắng, ông ta tức giận và tung ra một cuộc tấn công rực lửa bằng cây trượng của mình. Tuy nhiên, Gandalf của ngày hôm nay đã phát triển khả năng miễn dịch với các cuộc tấn công dựa trên lửa. Gandalf đã trả đũa bằng sức mạnh tinh thần của mình, phá hủy cây trượng của Saruman. Grima phản bội. Chứng kiến sự xuất hiện của vua Theo Đen, cảm thấy tội lỗi vô cùng khi biết rằng Theo Đen sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, trái với mong đợi. Theo Đen, một vị vua yêu thương người dân của mình như những đứa con đẻ, sẵn sàng chấp nhận Grima trở lại nếu rời bỏ Saruman. Thật không may, Grima đã nhận được một sự tàn bạo từ Saruman. Trong khi mọi người vẫn đang đàm phán, Grima lấy một con dao găm trên lưng và đâm Saruman nhiều lần. Hoàng tử yêu tinh Legolas nhanh chóng bắn mũi tên để ngăn chặn Grima nhưng đã quá muộn để cứu mạng Saruman. Lão ta rơi từ một ngọn tháp cao chót vót và bị đâm vào một bánh răng cưa sắc bén để lộ ra một thiết bị liên lạc ma thuật được với chúa tể Sauron. Sức mạnh ma thuật của nó không nằm trong tầm kiểm soát của mọi người,
vào ban đêm, sau khi mọi người đã đi ngủ. Sự tò mò của Pippin đã trỗi dậy và cậu đã lấy quả cầu pha lê từ vòng tay của Gandalf. Pippin muốn tự mình trải nghiệm những bí ẩn được giữ trong quả cầu pha lê. Khi cậu chạm vào để khám phá, con mắt của Sauron bất ngờ xuất hiện trước mặt. Chiếc mắt liền trích xuất tất cả thông tin, bao gồm cả kế hoạch phá hủy chiếc nhẫn một của Frodo. Aragorn nghe thấy sự hỗn loạn và lao vào ngăn cản. Gandalf tỉnh dậy, nhanh chóng che quả cầu pha lê bằng áo khoác của mình. Pippin lấy lại ý thức, cậu liền nói với Gandalf rằng mình đã nhìn thấy cây thiêng Gondor đang khô héo ở thành phố Gondor chìm trong biển lửa. Gandalf nhận ra rằng mục tiêu tiếp theo của Sauron là thành phố Gondor, nơi đó chính là cốt lõi của Liên minh Trung Địa. Nếu Gondor sụp đổ, thì sẽ không có cách nào để tập hợp tất cả các chủng tộc con người được. Gandalf đề xuất rằng vua Theoden gửi quân tới hỗ trợ Gondor ngay lập tức, nhưng vị vua kiên quyết từ chối. Ông lấy lý do là thiếu sự hỗ trợ của Gondor trong trận chiến Helm's Deep. Gandalf không thể tranh luận thêm nữa, nên quyết định đưa Pippin theo mình đến thủ đô Gondor. Họ cần báo tin đến thành Gondor trước khi Sauron gửi quân của mình, để họ có thể tập hợp liên minh và sẵn sàng chiến tranh. Chiếc nhẫn chúa từng được ba người Hobbit nắm giữ, và Gollum là người mang lâu nhất. Anh ta dựa vào chiếc nhẫn có sức mạnh tàng hình để ăn trộm quanh khu dân làng. Cuối cùng anh bị đuổi ra khỏi làng và ẩn náu trong dãy núi sương mù, nơi mà anh đã sống sót trong 500 năm và dần dần biến thành một sinh vật không hoàn toàn là con người cũng như không giống quỷ. Sau năm 500 nhiều năm sau, nhẫn chúa phản bội Gollum và bỏ rơi anh ta. Bilbo tình cờ gặp được nhẫn chúa trong một cuộc phiêu lưu và trở thành người sở hữu nó. Ông đã giữ chiếc nhẫn trong 60 năm và hiện tại Frodo đang đi làm nhiệm vụ để phá hủy chiếc nhẫn cùng với người làm vườn trung thành là Sam. Tuy nhiên hành trình của họ không hề suôn sẻ, họ gặp phải nhiều thử thách khác nhau, bao gồm cả địa hình nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt và sinh tồn ở vùng hoang dã, nhưng họ không hề phàn nàn, vẫn thể hiện sự kiên cường và quyết tâm của mình. Vào một buổi sáng sương mù, họ mạo hiểm băng qua những ngọn núi, họ nhận ra rằng có ai đó đã theo dõi họ vào ban đêm. Họ giả vờ ngủ để dụ kẻ truy đuổi lộ diện. Gollum hắn ta đã từ từ tiến về phía họ. Khi Gollum cố gắng lấy chiếc nhẫn từ Frodo, một cuộc đấu tranh xảy ra khốc liệt. Frodo rút thanh kiếm và chỉ vào cổ họng nó. Gollum đã nhận ra lưỡi kiếm Elven và sợ hãi nó. Sam cậu muốn ném nó xuống núi, nhưng Gollum đã thề trung thành với chủ nhân của chiếc nhẫn. Vì lòng trắc ẩn mà Frodo đã tha mạng sống cho Gollum. Gollum đã bị Sauron bắt và trốn thoát nên chắc chắn nó nhớ đường đến chân núi lửa. Nên Frodo quyết định để Gollum ở lại để giúp họ dẫn đường. Gollum đề xuất một lối tắt xuyên qua đầm lầy chết chóc, nơi con người và yêu tinh đã tiến hành cuộc chiến đầu tiên chống lại Sauron. Tàn tích của những người đã ngã xuống vẫn còn rải rác khắp khu vực, trong khi ngọn lửa ma quái tiếp tục bùng cháy dọc hai bên đường. Gollum cảnh báo họ phải cực kỳ thận trọng với mỗi bước đi. Đột nhiên Frodo bị cơ thể quyến rũ và toàn bộ cơ thể cậu rơi xuống hồ đầm lầy. Cậu nhìn thấy linh hồn của lũ orc đã chết đang muốn giành lấy chiếc nhẫn chúa. May mắn thay, Gollum đã kéo Frodo trở lại an toàn. Tối hôm đó, họ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của hắc ma. Frodo cảm nhận được rằng các hắc ma đang bị thu hút bởi chiếc nhẫn. Sam nhanh chóng giấu Frodo vào một chỗ khuất. Trước đây bọn hắc ma bị công chúa yêu tinh nhấn chìm, nhưng họ không những không chết mà còn tiến hóa trở thành kỵ sĩ ma. Chúng lượn đi vòng quanh phía trên đầm lầy. Gollum cảnh báo hai người không được gây ra bất kỳ âm thanh nào. Sau một thời gian dài tìm kiếm, bọn chúng rời khỏi đầm lầy. Gollum thúc giục họ tiếp tục và đến biên giới Mordor vào đêm đó. Sau một cuộc hành trình gian khổ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cánh cổng đen của Mordor. Tiếng kèn của Mordor vang lên ầm ĩ và cánh cổng đang dần được mở ra bởi hai gã khổng lồ. Chúng đang tụ tập để hành quân đến vương quốc Rohan. Đột nhiên một hòn đá lỏng lẻo dưới chân Sam rơi xuống. Frodo lao xuống giải cứu Sam. Bụi rơi xuống đã bị lính đánh thuê gần đó chú ý. Khi những người lính đánh thuê tiến tới quan sát, Frodo nhanh chóng giấu họ bằng chiếc áo choàng yêu tinh của mình kịp thời trốn thoát. Gollum đề xuất một con đường thay thế, có thể đi vòng qua Mordor và dẫn họ thẳng đến ngọn núi Doom. Tuy nhiên con đường này đầy rẫy những nguy hiểm. Dù có vậy Frodo quyết định để Gollum dẫn đường. Sam xúc phạm Gollum trên đường đi và Frodo cảm thấy khó chịu vì tin rằng Sam không nên đối xử khắc nghiệt với người bạn đồng hành của mình như vậy. Sam cảnh báo Frodo rằng Gollum có thể quay lưng chống lại họ bất cứ lúc nào, đó chỉ là vấn đề thời gian. Gollum bị suy giảm kích thước nhưng vẫn tinh ranh và nhạy bén. Hắn cũng cảm nhận được sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ và có kế hoạch gieo rắc sự bất hòa giữa họ để Sam có thể rời khỏi chuyến hành trình. Để hắn ta có thể lấy lại được chiếc nhẫn, Gollum mang đồ ăn đến cho Frodo, khiến Frodo cảm thấy rằng Sam là một sự hiện diện dư thừa. Gollum dẫn Frodo và Sam đến thành trì Sauron ở Mordor. Bầu không khí xung quanh nó thật kỳ lạ và đáng sợ. Và để đến được núi Doom, họ phải vào Mordor. Gollum quyết định dẫn đường cho họ đi vòng quanh Barad và đi một cầu thang dốc. Bí mật dẫn vào Mordor để tránh bị phát hiện. Bất ngờ chiếc nhẫn chúa cộng hưởng với Sauron khiến cho Frodo không thể kiểm soát được di chuyển về phía cổng chính. May mắn thay, Sam và Gollum đã kéo cậu trở lại kịp thời. Mặt đất bắt đầu rung chuyển và một tia sáng xanh bắn ra từ Barad. Nó cũng có thể nhìn thấy được ngay cả ở thành Gondor xa xôi. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn sau những tảng đá và đánh giá tình hình.
thủ lĩnh của những hắc ma nhẫn đứng trên một sinh vật có cánh phía trên cánh cổng phát ra âm thanh ớn lạnh và khó chịu. Cùng với tiếng gầm từ con rồng, quân đoàn Orc đổ ra từ cổng Barad. Những quân đoàn này không chỉ bao gồm Orc mà còn cả những người lính đánh thuê con người đã khuất phục trước Sauron. Trung địa đang trên bờ vực sinh tử là không thể tránh khỏi. Họ phải đến núi Doom và phá hủy chiếc nhẫn chúa trước khi chiến tranh sắp xảy ra. Cầu thang bí mật này thực chất là Gollum sắp xếp. Mục tiêu cuối cùng của Gollum là giành lại chiếc nhẫn từ Frodo, nhưng Sam vẫn hết sức cảnh giác trong suốt hành trình của họ. Trên đường đi, Gollum thì thầm nhẹ nhàng trước mặt Gollum, nói với Frodo rằng Sam đang cố đánh cắp chiếc nhẫn. Khi Sam ngủ, Gollum đã nghiền nát lương thực và giải nó lên người Sam, sau đó ném phần còn lại xuống vách đá. Khi họ tỉnh dậy, Gollum buộc tội Sam đã ăn trộm tất cả đồ dự trữ. Lúc này Sam đã đoán được rằng Gollum chính là người đang gây rắc rối. Sam đánh Gollum xuống đất và đập hắn ta như con đẻ. Mục đích của hắn làm vậy là tiếp tục tạo ra sự bất hòa giữa Frodo và Sam. Frodo bị Gollum lừa dối và bị ép buộc bởi chiếc nhẫn chúa, nên đã đẩy Sam trở lại nổi cơn thịnh nộ. Sam rời khỏi đoàn thám hiểm với đôi mắt ngấn lệ. Sam nhận ra rằng Gollum là kẻ ma danh. Dù có tức giận nhưng Sam không thể để người bạn thân nhất của mình bị đe dọa. Sam ngay lập tức quay lại và đuổi theo Frodo. Gollum dẫn Frodo đến một hang động tối và sâu ở đỉnh núi. Và tại đây ý định thực sự của Gollum đã được lộ diện. Hắn đã để lại Frodo một mình trong hang động và trốn gần đó. Cậu bị mắc vào bẫy của Gollum và một con nhện lớn và lao đến với cái miệng đầy máu. Sau một hồi bị truy đuổi, Frodo bị vướng vào mạng nhện và không thể di chuyển. Gollum xảo quyệt mỉm cười trước mặt cậu. Vào thời điểm quan trọng, Frodo cắt mạng bằng con dao để giải thoát. Gollum nhìn thấy cơ hội lao về phía trước để cướp chiếc nhẫn chúa. Nhưng Frodo đã cố gắng đẩy Gollum vào sâu trong hang. Với lối ra của hang, một con nhện khổng lồ từ từ tiếp cận Frodo và đâm cậu từ phía sau bằng một mũi sắc nhọn khiến cậu ta sùi bọt mép. Con nhện sau đó quấn cậu vào mạng nhện của nó. Với việc lũ Orc của Sauron tràn ra từ cánh cổng Barad, cuộc xâm lược trung địa là một kết luận đã được định trước. Một tia sáng xanh bắn lên từ cổng chính, che khuất bầu trời. Gandalf, người đã chú ý đến cảnh tượng đó từ xa, lập tức cưỡi ngựa trắng đến thủ đô Gondor để báo cho nhiếp chính vương để chuẩn bị cho chiến tranh. Thành phố trắng vĩ đại và hùng vĩ này được đặt tên là Minas Tirith, được xây dựng dựa vào những vách đá bằng những tảng đá trắng khổng lồ. Gandalf đã đi lên các tầng của tòa thành cho đến khi lên tới trên đỉnh. Bên ngoài cung điện Gondor có một cái cây màu trắng đã không nở hoa hơn 1.000 năm kể từ cái chết của nhà vua. Bên trong cung điện, nhiếp chính đang ngồi trên ngai vàng, đau buồn trước cái chết của con trai cả Boromir. Bất chấp những lời cảnh báo của Gandalf rằng chiến tranh sắp xảy ra, ông ta vẫn không hề lay chuyển, thậm chí còn giận dữ đáp lại rằng Gandalf chỉ đến vì lợi ích của Aragorn, người thừa kế của Gondor, và ông ta sẽ không từ bỏ quyền lực của mình. Gandalf thất vọng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Bên ngoài, một đám mây đen bao phủ bầu trời. Đó là kết quả của làn khói dày đặc mà lực lượng của chúa tể Sauron thải ra trong cuộc hành quân của chúng. Bởi vì lũ Orc của Mordor sợ ánh sáng mặt trời, nên Sauron đã che khuất mặt trời để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hành quân. Khi những đám mây đen kéo dài đến Gondor, nó báo hiệu trận chiến lớn sắp xảy ra. Không còn thời gian để lãng phí, Gandalf ngay lập tức cử Pippin lén lút leo lên một tòa tháp cao và đốt đèn hiệu để cầu viện. Ngọn hải đăng đầu tiên bùng lên thành ngọn lửa ầm ĩ. Nhận thấy điều này, lính canh ở các đỉnh núi khác lần lượt thắp đèn hiệu của họ để truyền tải thông điệp ủng hộ. Các đèn hiệu lan rộng đến tận biên giới vương quốc Rohan. Aragorn chứng kiến cảnh tượng này đã nhanh chóng chạy đến hội trường để báo cáo với vua Rohan. Khi biết tin, vua Theoden do dự vài giây, nhưng sau đó ngay lập tức ra lệnh huy động toàn bộ quân đội của mình tiến về phía Gondor, với mệnh lệnh phải đến thủ đô trong vòng 3 ngày. Trong khi đó, Faramir đóng quân ở biên giới Gondor để bảo vệ một pháo đài quan trọng. Bờ đối diện có vẻ yên tĩnh bất thường, cho thấy quân đội Orc đang âm thầm tiếp cận. Đúng như dự đoán, trong màn sương, đội quân Orc tiến trong màn đêm. Một người bảo vệ cảnh giác đã chú ý đến họ nhưng bị bắn chết bởi một mũi tên trước khi kịp phát ra âm thanh báo động. Mọi người nghe thấy sự xáo trộn lập tức di chuyển để chuẩn bị phòng thủ. Đội quân đội Orc bắt đầu đổ bộ từng người một. Faramir chủ động đối đầu với lũ Orc đang tiến lên. Nếu pháo đài thất thủ, Gondor sẽ là mục tiêu tiếp theo, nên họ phải giữ phòng tuyến và chờ quân tiếp viện. Tuy nhiên, quân số của kẻ thù vượt xa mong đợi của Faramir. Cuộc chạm trán diễn ra suốt đêm và không được bảo vệ thành công. Faramir đã đưa ra quyết định là từ bỏ pháo đài và ra lệnh cho mọi người rút lui về thành Minas trước khi trốn thoát. Họ bị phục kích bởi nhiều hắc ma kỵ sĩ, hầu hết binh lính đều bị hắc ma bắt đi trên đường đi. Phù thủy Gandalf trắng cưỡi ngựa trắng của mình và sử dụng cây quyền trượng để chống lại vòng vây của đám hắc ma. Những người lính nhanh chóng mở cổng thành phố cho phép mọi người trở về nơi an toàn. Faramir không nhận được sự an ủi nào từ cha mình khi biết rằng pháo đài đã thất thủ. Lão ta nổi điên, ngụ ý rằng Faramir lẽ ra phải chết một cách anh dũng trên chiến trường thay vì rút lui về thành phố. Anh tràn ngập nỗi buồn trong một nỗ lực tuyệt vọng để giành được sự chấp thuận của cha mình. Faramir quyết định quay trở lại vùng ngoại ô thành phố cùng với tàn quân của mình để chiếm lại pháo đài đã mất. Mọi người đều biết rằng hầu như không ai có thể sống sót trở về. Hơn 100 hiệp sĩ lao về phía kẻ thù, nhưng ngay cả trước khi họ đụng độ trong trận chiến, họ đều bị hạ gục bởi một loạt mũi tên của đàn Orc. Hàng ngàn Orc hành quân một cách đáng ngại về phía cổng Gondor.
Lần này chúng được trang bị tốt và nhiều thang kỹ thuật được mang theo. Minas, thành phố trắng của Gondor được xây dựng dựa vào vách đá, là pháo đài đáng gờm nhất của con người được trang bị bằng vũ khí phòng thủ mạnh mẽ. Trận chiến bắt đầu bằng việc tung ra những máy phóng đá mạnh mẽ, con người cũng đáp lại bằng vũ khí của riêng mình. Trong cuộc trao đổi ban đầu, không bên nào giành được lợi thế. Tuy nhiên, lũ orc đã phái 9 hắc ma nhẫn bay lên không trung để tấn công bất ngờ vào con người. Chúng nhanh chóng phá hủy một số vũ khí trên thành. Cùng lúc đó, những người bảo vệ trên tường thành bị cũng bị tấn công. Lợi dụng sự bối rối của quân đội, lũ orc đã đẩy tất cả các thang bao vây nặng nề đến rìa tường thành. Các thang bao vây đã mang một số lượng lớn orc lên tường. Thậm chí một làn sóng orc với búa bao vây đã tiếp cận được cổng thành. Nhưng đương nhiên các cánh cổng sẽ không dễ dàng bị chọc thủng bởi kẻ thù. Lũ orc nhanh chóng bị các cung thủ trên tường thành bắn chết. Thủ lĩnh orc nhìn thấy điều này, hắn lập tức kêu gọi dừng lại và thay đổi kế hoạch. Chúng mang đến loài vật sói kiến ra chiến trường, vũ khí giết chóc của lũ orc. Tất cả lũ orc đều giơ tay và cổ vũ. Năm con orc khổng lồ kéo mạnh dây thừng. Chúng bắt đầu đập vào cổng. Cánh cổng bị xuyên thủng chỉ còn vấn đề là thời gian. Trận chiến đã chuyển từ hoàng hôn sang màn đêm. Các cánh cổng cuối cùng đã bị lũ orc chọc thủng. Đội quân bắt đầu mất tinh thần. Quân đoàn orc tràn ra như thủy triều và con người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Gandalf cầm cây trượng của mình tham gia trận hỗn chiến. Họ chiến đấu ác liệt suốt đêm, thương vong khắp lâu đài. Tuy nhiên, không một người lính nào dao động, miễn là họ còn thở. Họ quyết tâm bảo vệ gia đình và thành phố của mình. Gandalf và Pippin bị chặn lại trên tường bởi một hắc ma. Nó hét làm vỡ cây trượng của Gandalf. Vào thời điểm quan trọng, tiếng tù và ở xa báo hiệu sự xuất hiện của quân tiếp viện. Hắc ma nhanh chóng thay đổi phương hướng và bay về phía tiền tuyến. Vô số quân tiếp viện kỵ binh đã đến chiến trường. Vua Theo Đen của Rohan nhìn chằm chằm vào lực lượng orc áp đảo ở rìa thành phố. Lũ orc dày đặc đến mức tất cả kỵ binh thậm chí còn sợ hãi trước khi họ bước vào chiến trường. Sau tiếng xuất trận của Vua Theo Đen, kỵ binh của Rohan tràn vào kẻ thù quyết liệt. Đòn tấn công mạnh mẽ tắm trong máu. Các hiệp sĩ của Rohan đã chiến đấu anh dũng đè bẹp vô số lũ orc và lật ngược tình thế trận chiến, dồn chúng vào tình thế tuyệt vọng. Đột nhiên lúc đó, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Bất ngờ lính đánh thuê từ nhiều khu vực khác nhau tham gia trận chiến. Đối mặt với kẻ thù đáng gờm mới này, các chiến binh của Roland vẫn không nản chí. Tuy nhiên con người giống như những con kiến trước sức mạnh to lớn của những con voi ma mút, dễ dàng bị cuốn đi bởi những chiếc ngà khổng lồ của chúng. Con voi ma mút kéo những chiếc gai thép giết chết từng chiến binh đang lao tới. Các vị tướng giàu kinh nghiệm của Rohan đã nhanh chóng xác định điểm yếu. Những con voi bắt đầu suy sụp và bị phá vỡ đội hình. Đột nhiên một quái thú được điều khiển bởi hắc ma lao xuống và mang theo Vua Theo Đen rời xa con ngựa. Một thế hệ anh hùng đã ngã xuống. Một người lính nhỏ dũng cảm bước về phía trước. Cô quyết tâm bảo vệ Vua Theo Đen. Hắn đập vỡ tấm khiên của cô gái. Hắn tiến tới để kết liễu cô ta. May thay, Pippin tấn công gã phù thủy từ phía sau và giải thoát cô gái. Nữ chiến binh cởi mũ ra và cho hắn ta một phát kiếm ngập họng, khiến cơ thể hắn tan rã. Tỷ lệ chiến thắng giờ đây đã được lật lại. Lũ orc buộc phải đến bờ sông và cuối cùng quân tiếp viện của chúng cũng đến. Thì bất ngờ Aragorn, Legolas và Gimli nhảy khỏi tàu của chúng. Aragorn cầm chiếc thành kiếm Andúrin, chỉ huy một đội quân gồm 100.000 chiến binh xác sống. Những xác sống bất khả xâm phạm. Rất nhanh Aragorn đã lấy được đầu của thủ lĩnh orc. Legolas anh loại bỏ những con voi ma mút bằng sự nhanh nhẹn của mình một cách dễ dàng. Khoảng thời gian ngắn, anh ta loại bỏ những người điều khiển và duyên dáng đáp xuống đất theo mũi của con voi ma mút. Khi những đám mây đen từ từ tan biến, nó báo hiệu một chiến thắng toàn diện trong việc phòng thủ. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng đã phải trả giá bằng vô số sinh mạng. Sau khi chiến tranh kết thúc, Aragorn đã thực hiện lời hứa của mình và giải phóng tất cả xác sống. Họ bay lên với làn gió tan biến để đi tìm sự bình yên. Bên phía Frodo, khi con nhện chuẩn bị đưa Frodo đi, Sam đến giải cứu Frodo. Sam đã dũng cảm chiến đấu với con nhện khổng lồ, một người hobbit nhỏ bé đang đối mặt với một kẻ thù khổng lồ, bất chấp nỗi sợ hãi bên trong mình. Sam không bao giờ nao núng, đó là thể hiện tình bạn sâu sắc giữa hai người. Tinh thần không ngừng nghỉ của Sam cuối cùng đã đẩy lùi được con nhện. Sau khi xé lớp màng dính ra khỏi Frodo, đột nhiên, thanh kiếm trên mặt đất phát ra một luồng sáng xanh, báo hiệu mối nguy hiểm đang đến gần. Một nhóm yêu tinh đã đến hang động để điều tra. Họ phát hiện ra thi thể nằm sấp và lẩm bẩm rằng Frodo chỉ ngất đi vì độc. Điều này làm Sam thoáng thấy một tia hy vọng. Để chắc chắn rằng thịt có vị ngon, lũ orc mang Frodo lên tháp để làm sạch. Sam đi theo họ vào trong tháp mà không gặp trở ngại nào. Frodo tỉnh lại và nhận ra rằng chiếc nhẫn cũng đã bị lấy đi. Hai con orc cãi nhau để tranh giành bộ giáp của Frodo. Sam nhân cơ hội tìm đến phòng giam. Cậu gặp phải ba con orc và đánh bại chúng. Sau bao nhiêu nỗ lực đã đến được chỗ Frodo. Frodo ngay lập tức xin lỗi cậu về mọi chuyện. Sam bình tĩnh và lấy chiếc nhẫn trong túi của mình ra. Frodo yêu cầu cậu ta trả lại chiếc nhẫn. Sam do dự vài giây và dường như bị cám dỗ bởi chiếc nhẫn đó. Nhưng ngay sau đó Sam đã vượt qua sự cám dỗ và trả lại chiếc nhẫn cho Frodo. Họ mặc bộ giáp của lũ orc và thoát khỏi tòa tháp. Và với con mắt của chúa tể Sauron đang theo dõi mọi ngóc ngách của tòa tháp, việc xâm nhập vào núi Mordor sẽ vô cùng khó khăn. Hai người họ khéo léo cải trang vào hàng ngũ orc với hy vọng đi qua Mordor mà không bị chú ý. Họ bị kéo theo đám orc suốt đêm.
thủ lĩnh của đội hộ tống của họ chuẩn bị kiểm tra nhóm. Để tránh bị phát hiện, Sam và Frodo đã tổ chức một cuộc chiến tạo ra sự hỗn loạn giữa lũ orc. Chớp lấy cơ hội trong lúc hỗn loạn, họ rời khỏi đoàn quân hành quân. Chiến thắng ở Gander đã hoàn tất, nhưng Frodo và Sam vẫn ở trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Sau khi cân nhắc cẩn thận và nhất trí, họ quyết định cần tạo ra một trò đánh lạc hướng để thu hút sự chú ý của Mordor, để giúp Frodo và Sam có thêm thời gian đến gần hơn ngọn núi Doom. Aragorn sử dụng một viên pha lê quả bóng để thiết lập liên lạc với chúa tể Sauron và sử dụng thanh kiếm thiêng Andúrin để thách thức Sauron. Anh tuyên bố mình là Aragorn, hậu duệ thứ 39 của Isildur và chính thức tuyên chiến chống lại Sauron. Bọn họ nhanh chóng thành lập một đội quân tàn dư và tập hợp ở cánh cổng Mordor. Mordor cử một thủ lĩnh đến đàm phán, thậm chí chúng còn cho họ xem áo giáp Mithril làm bằng chứng rằng họ đã bắt được Frodo. Aragorn không tin những lời dối trá của chúng. Khi cánh cổng của Mordor từ từ mở ra, một làn sóng gồm 100.000 con orc tràn ra, 5.000 hiệp sĩ của Rohan bị bao vây bởi lũ orc. Aragorn bước tới để tập hợp và truyền cảm hứng cho quân đội bằng bài phát biểu trước trận chiến. Càng ngày càng nhiều orc tham gia chiến trường, Aragorn nhìn lại đồng đội của mình và thốt ra câu: dành cho Frodo. Với thanh kiếm giơ cao, tất cả lao vào hàng ngũ kẻ thù. Trận chiến quyết định này không chỉ nhằm câu giờ cho Frodo mà còn là chiến đấu vì hòa bình của Trung Điện. Các hắc ma nhẫn xa ngã cũng đến tấn công trên không. Gandalf đáp trả lại bằng cách bắt đầu niệm chú và triệu hồi đại bàng khổng lồ từ dãy núi sương mù. Ngay lập tức đại bàng đã xua đuổi tất cả quái thú, buộc chúng phải rút lui về Mordor. Lũ orc thậm chí còn cử những con trâu bọc thép tham gia chiến trường. Đó là một trận chiến dường như không có cơ hội chiến thắng. Nhưng những người lính sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình nếu điều đó có nghĩa là giành được dù chỉ một khoảnh khắc cho Frodo và Sam. Những nỗ lực dũng cảm của họ đã tạo ra sự phân tâm, cho phép Frodo và Sam trốn tránh con mắt cảnh giác của Sauron. Lối vào của Mount Doom chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng cơ thể họ không còn chịu được sức nóng của núi lửa nữa. Frodo đã hoàn toàn kiệt sức và suy yếu. Sam đã bế Frodo với đôi mắt rưng rưng. Sam cậu dùng cơ thể mệt mỏi của mình để cõng Frodo trên vai. Tuy nhiên khi họ đến gần lối vào, Gollum, người đã thèm muốn chiếc nhẫn chúa, bất ngờ tấn công từ đằng sau. Hắn bóp cổ Frodo và bắt đầu chộp lấy chiếc nhẫn. Sam tấn công Gollum bằng một tảng đá để giải thoát Frodo. Sau đó, họ vướng vào nhau và lăn xuống đoạn đường dốc. Gollum cắn vào vai Sam bằng hàm răng sắc nhọn. Frodo lợi dụng thời điểm này và bước đi một mình vào lối vào của núi Doom. Sam theo sát phía sau hét lên để khẩn trương ném chiếc nhẫn chúa xuống. Miễn là chiếc nhẫn đó được ném vào dung nham đang khuấy động bên dưới, mọi khủng hoảng ở Trung Địa có thể đổi lấy hòa bình. Nhưng lúc cơ thể và ý thức của Frodo không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của chiếc nhẫn, Frodo đeo chiếc nhẫn đó vào và biến mất trước mắt Sam. Gollum cũng đã đến và đánh ngất Sam. Hắn háo hức đi theo bước chân của Frodo và nhảy lên người cậu ta. Nó điên cuồng cố gắng giành lấy chiếc nhẫn chúa cho đến khi ngón tay của Frodo bị Gollum cắn đứt. Cuối cùng nó đã giành lại được chiếc nhẫn chúa và nó ăn mừng bằng niềm hân hoan. Frodo lao về phía trước để giành lấy chiếc nhẫn. Cả hai vật lộn và rơi khỏi vách đá. Gollum ôm chặt chiếc nhẫn và rơi vào dung nham nóng bỏng. Chiếc nhẫn cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. May mắn thay, Frodo bám được vào một tảng đá ở rìa vách đá và Sam tỉnh lại vội vàng kéo cậu ta trở lại bờ an toàn. Trong khi đó, con mắt của chúa tể Sauron bị sụp đổ với một tiếng va chạm chói tai. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều biết rằng Frodo đã thành công. Khi con mắt Sauron thất thủ, Mordor bắt đầu sụp đổ, quân đội orc phân tán trong hoảng loạn. Frodo và Sam thoát khỏi ngọn núi lửa đang phun trào trong gang tấc, dường như họ không còn lối thoát. Gandalf cưỡi trên một con đại bàng khổng lồ đến núi lửa để giải cứu. Hai người được đưa đến Rivendell để phục hồi sức khỏe. Aragorn quay trở lại Gondor và lên ngôi vua. Anh được trao vương miện quyền lực của loài người. Cây trắng vốn không kết trái hơn 1.000 năm đột nhiên nở rộ cánh hoa, ngụ ý vương quốc sẽ trở nên tươi đẹp. Và cảnh quay này cũng đã kết thúc toàn bộ 3 phần phim Chúa tể của những chiếc nhẫn mất rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ào những bộ phim hay kế tiếp. Bye bye.